thêm 7 phút Hello, nữa chào mừng các bạn tôi đã quay trở lại với kênh của Tố Lì. Không. Hôm nay mình sẽ dùng app Thì của người yêu mẹ. Đi trà trộn nhá. Ôi giời, YouTuber ơi ông ơi. Vãi. Trời Tố má Lì ơi. nhá. Tại sao lại nhận ra mình thật sự vậy? top 1 luôn. À hình như là Thì yêu. Soi gà rồi anh em YouTuber Tố Lì ơi, nhá. mình quên mất được không mình quên mất được không tắt Ui cho xem trời gà. ơi, chiếu lại một chơi nhanh nhanh này. Ơi phát hiện Đi rồi. đâu mình lại mất cơ Đúng rồi, hội mà chơi dùng sao không sao. Nó kiểu là kiểu Mình phải tra biết được mình có liên quan gì đến tôi đi đâu. Cái app này là mình chỉ mượn thôi. Cái avatar thì người yêu mình để là vẫn cái avatar người yêu lên, nếu mà ai mà hay xem clip của mình ý, thì sẽ biết ngay đây đây chính là avatar của người yêu Tô Ly. Mà nếu mà các bạn ấy đoán thì chỉ một trong hai trường hợp, một là đây là người yêu của ơi Tô Ly, hai đây là Tô cho Ly chơi. đừng 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 Đấy, đừng mình sẽ phải đánh lạc hướng. Ok kìa, mình Chi lại gì đã mình bị dùng nhận cái ra đầu rồi, tại vì mình quên mất dùng cái đầu quên mình dùng mất cái đầu không tắt cho bạn xem nhớ gà anh tôi em ạ. được. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại Dạ là vâng. sao đây? Bạn phải nhìn tôi, bạn phải nhìn tôi với nhìn với số 1 thì khác gì nhau không? Mic mic lên, Có không? số 1 xinh còn bạn thì như đĩ vậy. Mic lên, mic lên, mic lên. Không, số 1 cũng chưa có gì bên kia, chắc Có là vẻ như team này có chưa vẻ là chơi cũng chó hài nhỉ? hài. Mình thì mình chỉ thích vào Chơi những mấy cái chơi team hài hài chó. thôi anh em ạ. Chơi chó. Nhiều khi vào những trận có những team Ui, nói rất nhiều nhưng mà có nó cũng hai không bạn. vui. À có một thằng ở bên Nên với một cả những trận đồ đấy bắn cũng không thằng hay, ít này kill nữa mình bot cũng không đăng. Có bot tiếng trận, có đâu tiếng trận một này, người có mà tiếng nó trận, có tiếng kêu trận này. không biết từ đâu nãy bạn số đây một ping em bắn về đây này, à nó không đúc ngay sau cửa này. Ui trời mẹ, mình vào có cốp là mình đi kiểu cũng phải này chắc là tầm nó cũng à, cổ suýt đúng lốc rồi đấy anh em ạ. Cái khẩu này cốp nó bắn chán đời lắm. Tiếp cận gần này. Thằng này bốn phết, bốn phết anh em ạ, tí thì bắn chết từ được bạn nó. ơi Mình từ không biết bạn nó ơi bơm máu hay chưa, nhưng từ bắn bạn cẩn ơi thận, bởi vì từ đồng bạn đội ơi mình cũng chưa sang tới. Chào em anh ơi. Mình sẽ dàng này. Ui nhưng mà được YouTuber tặng một Ui anh trời ơi ơi, chết y thằng cu luôn ạ, nhanh tí. Hay quá. Đéo cái phải từ Có một thằng nó chạy trước mặt mình này. game. Ui ôi ôi. Ui trời ơi, ăn Một cướp tầm trưởng rồi. buồn. Ui. Má Đấy đi nhanh ơi. nhọn. Người chân Mà thằng dài này rồi. cũng phải tầm mất 1/3 cây máu Tôi rồi. còn chưa cả tiếng Dính súng của dính mọi phải 2-3 viên rồi, có ít đâu. Người nhanh quá. Ui. Trời ơi thằng này sống dai Tôi đang vậy. vô cốp. Sống dai thần trưởng à? Bạn làm sao Let's mà sống được? Chết đi. go. Tại sao chỉ có một mình nhỉ? Hơi nhì Đi nhì bạn nha anh em ơi. ơi. Mẹ lấy Mình xe nhìn bạn. xung quanh không là Let's chuyện. go. À, có một thằng Ô đang tô đẩy bạn cả ơi. rồi này. Chứ mà Đi mình. tô bạn Bạn bắn cái gì đây? Bạn định hiếp dâm ai đây? Bạn nhìn tớ mặc bộ đồ con cá, bạn định hiếp dâm tớ á? Phải nhầm đây. Thật luôn. Ui à, từ 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 từ. Chó. Có tiếng bắn Nào, bên này. mẹ lớn rồi. Rồi. Ui. Người có bị À bắn đây đâu. rồi, các bạn đây. Rồi chết rồi. Bye bye Ôi CG đéo bên. nhảy luôn rồi. Đứa trên tiếp Đéo vẫn đấy. còn Đứa team này nó vẫn nghĩ còn anh em ạ, tôi vẫn nốc ảo. không biết Đừng đâu đéo nghĩ em. tôi. Ui Watch out. đây rồi à, trên thẳng Ô đá tôi. nhá anh ơi, anh đừng hiếp em anh ơi, Ô tôi. please. Ok, thank you Vietnam, may Tôi nhập. quá. Ok, Clear. lia luôn. Cứu 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 Có bot đây cứu này, số 1 đi. có bot đây này. Ô tầm bom tầm bom. Đây, cho mặc cái tiếng súng này. Rồi. Ui dồi ôi, đang bắn nhau Đây ôm, rồi, rôm đâu rả em, lắm anh đâu em ơi. em. Rôm rả lắm. Bỏ xe đi Hình canh như ơi, là lộ. người đang bắn có tỷ phải. À, Rồi yếu. lên xe, let's Tiến go. này. Tiến thẳng Không vào. đi xe bao giờ Tiến đâu. thẳng vào Nó hiếp nó đầy bạn ơi. tường thôi. Mark Đấy. the location. Chỗ nào vậy? Không, vẫn ở trong khu nhà. Ê, đi ra đây. Ôi trời ơi, đi đâu đấy? Sao không chờ? Tâm yên, núi vôi. Trời ơi, lên ngọn núi kia phải ngon không? Quê Ôi, chụp viên rồi. mình Đi sẽ đâu đi đâu. nối mình vậy. Đứng chỗ này làm sao mà Đâu cam trên được? Watch out. Ui, mà không pin gì. Chỗ này là ngon nhất này. Mày này. Chết cha mày đi. Qua đèn. Trong nhà, trong nhà, trong nhà. Rồi mình nhìn tôi. rồi. À, Ừ, thằng tôi thấy này rồi. định ngon cái đèn. Cho mình chết luôn. Chạy đâu con sâu. Còn một thằng nữa. Mình chạy Đây xuống này, đây xuống đánh này, nha, xuống, đánh nha, xuống, đánh nha, xuống. đánh nha, Đây đánh nha, đánh nha. Chạy sang nhà luôn Demon rồi. Đây rồi. Mía mía đẩy cung mía, đẩy cung đẩy cung đẩy cung. Đấy đang đẩy đây. Nhà này cơ mà. Nhà này, chạy sang đây rồi. Watch out. Chạy qua kia rồi sao? Rồi. À, bơm máu à? Ô, bye bye. Chẳng lẽ thanh liên lần sau bơm máu thì Đi phải đi kiếm chỗ nào kín kín chứ, Ừ. đứng hở này. Bắn
hay thế. Vào bo đi, ngoài bo rồi. Có vài thứ bắn hai mà mấy bạn đánh ngáo thôi. Với cả nghe tiếng chân thì sẽ biết được vị trí địch ở đâu. Nghe quen là được, chứ có phải là quên hết gì đâu. Chết tên tùm chó nhá. Ủa, mình đang cho Deadzone này, kéo cẩn thận chết là phải sủa, okay, chết dở. Ủa, có mình cho Deadzone này. Thế ý mình. Trời ơi, đi tìm người mãi, không thấy ạ. Watch out. Làm gì có người. À đây có người, có người, có người. Ui trời má ơi, nhảy xuống, xuống, xuống. Đây luôn anh em ơi. Có thằng ném bom, có thằng ném bom, nó trên tầng 1, 2 đúng không? Rồi thằng này chết luôn này. Cho mày chết luôn này. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa thôi. Bọn này mẹ chạy đầu, trên đầu, trên đầu, trên đầu, trên đầu. Vãi lùi yếu. Nó nhảy xuống rồi, xuống sắp á, ơ không phải. Yếu con. Nhảy xuống rồi. Chạy đâu. Bạn chạy bằng niềm tin. Vãi lùi phải chấm yếu, cả team mình có tay máu yếu, yếu đi. Chán thế nhờ, chán biết để kiểu chỗ nào. Nằm cỏ ấy. Trên này, trên này. Mày không nhỏ? Có, đúng rồi. Ui, nó chạy sang bên này à? Mày chết đây. Con thằng ra, con thằng ra. Ôi, chả thấy cái mẹ gì luôn. Con thằng đá ở chỗ này à? Trời ơi, má ơi. Yếu yếu yếu, yếu bạn đấy. Cho tôi xin bạn ơi, cho tôi xin bạn cuối bạn ơi. Thả đi bây bắn đấy, đập chảo không được đâu. Yếu bạn ơi, tầm này chắc là thanh niên kiểu sợ tái cả mặt. Bốn ông người thì sợ lắm ấy. Viên đá à? Ôi, vừa nhìn thấy cái đầu xong à. Ôi, đáng định cầm M762 lên công. Nếu bạn có mua tài khoản PUBG Mobile, hãy truy cập ngay tonysamart.vn. Shop bản app uy tín, giá rẻ, chất lượng. Với các gói sự kiện may mắn, có tỷ lệ trúng thưởng lên tới 100%. Liên hệ ngay với admin qua số điện thoại và fanpage được ghi ở cuối trang web tonysamart.vn. Ok, mình đã quay trở lại đây. Thì trận này là sang một team mới. Team này thì hình như là có một bạn nhận ra người yêu mình rồi. Cũng chưa rõ như nào, để xem mic mọi người nói thế nào nhá. Alo. 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 Nghe. Alo baby. Gọi mày này, tao gọi. Ừ. Chị Miu kìa. Đấy, thấy chưa? Bị nhận ra rồi. Dấn mic đi. Nhưng bạn này bạn cũng có theo dõi sao ấy? Mình bật mic là bạn biết mình là cú có gai ngay, mình là trai bạn ơi. Chị là trai bạn nhớ. À quên, chị là gái em ơi. À quên, chị là trai em nhớ. Alo. Alo. Chị không. Chị bật mic là em biết chị có chuối ngay đây. Chị không bật đâu. Ok, thì mình lại nhảy xuống cái chỗ cũ này. À cũng không phải. Không có team nào à? Clear. À đâu, có một team đông vãi trưởng. Một team đấy chính là team của mình anh em ạ, 4 người. Trời ơi, súng ơi. Súng. Cho tớ xin khẩu súng đi, không có khẩu súng nào. Ui, người. Ui, người này. Chui. Súng ơi. Please. Bắn cả. Ai mình cần khẩu AK anh em ạ. Nhà đầu á, mình đi tìm. Ui dù ôi trời, nhiều súng thế. Bên đây có nhà đầu kia để cháo khẩu nào. Cậu này thích bắn người 62 anh em ơi. Thôi, nó gạt xứ rồi. Con nhà ra nó gạt buôn kìa. Người ta cứu nhau kìa. Người ta cứu nhau ở chỗ góc đấy đấy, sang buôn đi. Bây giờ. Chỗ nào vậy? À, bên trái. Đây. Ôi, nhảy xịt rồi. Lê. Phí quá, trời ơi, hai bạn ngon lành này bị để xịt chán thế nhờ. Đâu không, ông nghe tiếng chân đồng đội đấy. Chẳng nghe tiếng chân đồng đội rồi. Ông, tôi nhìn thấy người. Đâu vậy? Miu ơi, boss này. Watch out. Ui, chị không ăn boss em ơi. Chị không có hứng thú với boss, em cứ ăn thoải mái đi. Đấy, mình chơi, mình cháu giờ mình ăn boss luôn. Khi nào mà kiểu vã quá mình mới ăn thôi, chứ còn thường cũng không để ý nhiều. Không quan tâm nhiều tới boss. Chỉ có khi nào mà cày trí tôn thôi, chứ còn cày danh bình thường mình cũng chả quan tâm đến boss nhiều đâu. Mày vô nhiên ý, tao đang nhớ nha chị Miu quá mà. Trời ơi, chỗ này vẫn đóng cửa im bặt này. Có người vừa chạy này. Okay. Có người vừa chạy sau ấy. Có người chạy trên mái nhà ấy. Mình phải để xung quanh không có chết dở. Ôi, người nó vẫn đứng trên này à? Ui trời má, con boss nó đứng trên kia, nó đứng trên trần nhà, nó là đàn tế 10 anh em ạ. Má ơi, tưởng người. Ờ, đây là người bên đây. Trái kia chẳng là boss. Tiếng có boss rồi. Phải boss đấy.
Thôi, lên xe đi kiếm người bạn ơi. Chú ba ơi. Let's go, let's go. Ôi trời ơi. Ui người kìa. Không có cướp anh em ơi. Chán quá. Giờ mà kiểu đứng trên nhà này xong rồi cam lại cái đồ kia thì hơi khó bởi vì mình cầm mũi đấy đo này. Còn gốc to rồi. Tao nghĩ là không cứu được đâu. Cố lên, cố lên, cố lên. Có hai thằng đấy thôi. Cố lên đi chạy đi, mình sẽ bắn phụ họa sau. Ui, bắn gọi là phụ họa thôi chứ còn cầm holo bắn ra đấy thì không khác gì kiểu lấy búa đập đá. À quên lấy trứng đập đá. Chán đời, không có cốp nào. Hay quá vẫn cứu được bảo số 1. Đủ. Vẫn giết vừa bảo xong. Ê, cái thằng cửa hó này nó vẫn cố tình giết đồng đội mình phải gạt bằng được. Không có cốp anh em ạ. Chạy xuống. Cô bơi, tớ xin cốp thôi. Ôi, đúng mấy hai ba thằng. Hai ba thằng cửa. Đừng cẩn thận. Rồi, mình chả nhìn thấy cái mẹ gì luôn. Ui, tận trên kia mà xa quá, xa lắm. Ui, đổ má. Rồi, số 3 bị đốc rồi. Quả này kiểu gì nó cũng đẩy xuống cho mà xem. Sang, 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 sang. Mình nghĩ nó không cứu kịp đâu. Má ơi. Má ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đẩy luôn rồi. Không có máu luôn, tao không có máu gì ơi. Máu cái mấy kia kìa, cho máu này, cho máu này. Từ từ. Chạy nhanh không còn ném bom chết tươi bây giờ. Em kêu chị. Chạy nhanh. Đúng mấy. Ui, tại sao nó vẫn chạy được đấy, không nghe thấy tiếng rút chốt à. Tao bắn đi chị ơi. Bắn đi, bắn đi. Rồi, bắn đi. Rồi, mày lên đi, mày lên. Mày đi. Mày chơi tao á. Ui, gì hết đạn rồi không? Ui, gì hết đạn rồi không? Mày chạy đi đâu, con sâu điên này. Này thì con trâu điên, tao cho mày thằng thịt bò khô luôn. Ờ, sang bàn mới đi nhá. Mày quá mà cứu được đồng đội nhờ ạ. Rồi, thằng này chắc phải có cốp to. Ui dồi, nó cầm cốp 6 bỏ sao, nó sẽ ác thế. Ê, chả bố mình, hô lô. Mày hả? Ờ. Cái thằng ngay cổ, ngay cửa. Ui, có mấy thằng này, có mấy thằng này. Ê. Ờ, gần, gần, có thằng, gần, có thằng, có thằng, có thằng. Chị Như à? Ui trời ơi, yếu vãi trưởng luôn đấy. Bạn trốn đây đúng không? Bạn chết đi bạn ơi. Có thằng đi xe, có thằng đi xe, có thằng đi xe. Không kịp rồi, không kịp rồi, không kịp rồi. Mình không nên bắn. Thì bắn bây giờ sẽ lộ, nó sẽ vào bo cam mình. Ôi, sao xác mày giàu vậy? Vẫn có. Vẫn còn một team khác đó ở phía bên đồi. Hình như cái team lúc nãy mà cố gạt đồng đội mình ấy. Thôi cứ cho hai team nó bắn nhau đi, xong rồi mình sẽ đi đằng sau. Mình sẽ gọi là két mà nó sẽ lên trên khu nhà bây giờ bắn nó sẽ combo cả hai team, nó combo mình luôn. Tốt nhất là thôi kệ cha mày. Lúc bo không, một thằng lúc bo chứ không có lúc. Mình không nên bắn, không nên bắn anh em ạ. Không nên tiếc vì một hai mạng mà coi như là bỏ dở cả trận đấu, mất luôn cả trận đấu. Thôi mình sẽ tiến thẳng luôn, không phải sợ. Bắn được thằng nào hai thằng đấy xong rồi mình sẽ lấy xe vào trong bo. Không, mày đừng có tin tao. Mày. Trời ơi, này thì. Cái gì? Này thì. Team này thì như không phải team lúc nãy cố gạt đồng đội mình. Ờ, ta tấp mỏng thì thằng Jimmy rồi, đúng rồi. Team Nhật anh em ạ, team người Nhật, team người Nhật. Anh kèo nhá. Có một thằng kìa. Có một thằng, có tiếng chân ở ngay chỗ khó đấy. Chết ngay. Hay gì quá chứ. Team Nhật thôi anh em ơi, team Nhật thôi. Rồi, xong, clear team này. Nhanh xong vào bò. Mày quá vẫn cướp được, cái mục tiêu cướp xe đã thành công. Có một hai thằng ở bên ngoài bò nữa. Giờ bò cái xong mình sẽ đổ đề. Đấy. Chỗ này. Rồi ok, chỗ này có vẻ cao cao rồi. Đúng đấy, bò màu xong cam bò nó vừa. À nó chạy này. Mày chạy đi đâu, headshot luôn, bye bye. Sang phần mới đề. Ui ui ui. Ô, oh, thu gì ừ, nhanh vậy? Sao mà nhau vậy? Ui, nó bỏ rồi. Trời này trời. Đang em luôn, yếu luôn, siêu yếu luôn. Thế không cứu được đâu, cứ khó đó. Cái lúc mà mình kìa xe tới chắc lúc đấy nó cũng cạn xong. Hoài quá nhờ. Nhiều bạn bảo là đi phải cover, phải biết ấy cho đồng đội nhưng mà mình trà trộn nhiều này, nhiều khi gặp ông đồng đội nó không hiểu ý, đi lẻ các thứ rồi thì làm sao mà cứu được, đúng không? Chỉ khi nào mà đi cùng nhau thôi. Ô,
Hình như là mắt mình hôm nay hơi bị lag anh em ạ. Mắt hơi lag. Thôi anh em thông cảm tí nhá, mắt hơi lag tí. Ui trời ơi, không có lần thứ hai đâu baby ơi. Bye bye luôn. Mình đang gần hết đạn rồi. Chờ em tí đạn đã. Rồi tới xin mấy viên đạn thôi. Đâu chỗ nào? À đây, xác được. Ui mẹ, chỗ này cũng hơi khoai nhờ. Ui biết ngay mà. Ngay. Ui không xong rồi. Bắn xe mình rồi. Quả này nếu mà còn nguyên một team 3 thằng nó đứng bên kia thì mình khó vào bò lắm. Ui bình tĩnh bình tĩnh. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chạy. Ê, nó đứng trên đồi kia, nó cam mình này. Một thái viên rồi. Chạy, chạy bò, chạy bò, chạy bò, chạy bò, chạy bò, chạy bò, chạy bò. Ui dồi ôi, thế thôi. Ui, ba khẩu súng nó dồn đam, nó bắn về phía mình ạ. À, chơi vậy ai chơi, mình còn bước có khói. Chán thế nhờ. Ném vào đây đi. Mình bắt buộc phải lốc được một hai thằng. Lúc đấy mình mới đẩy được. Mình mới chạy bò được. Nhanh nào cũng 30 giây thôi. Rồi thằng này vỡ đầu. Rồi mình nhìn thấy thằng đấy về rồi. Rồi đây chính là thời cơ để mình chạy này. Đây chính là thời cơ vàng. Thời cơ vàng. Thằng kia nếu thằng còn lại ở phía bên kia nếu mà nó cam mình thì mình chết. Nhưng may quá, chắc thằng này mải mê cứu đồng đội rồi. Tớ xin, tớ xin, tớ xin. Thank you Vinamilk. Có thằng nhìn thấy mình rồi. Kìa, chạy trên đầu kìa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận anh em ơi. Rồi, nhìn thấy rồi này. Đây. Ôi trời má ơi, tại sao lại không chết? Cay cú thế nhở. Tầm này mà còn tầm 5 cỏ khói ấy thì game nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, nhưng mà mình hết sạch khói rồi anh em ơi. Chạy chỗ trống an. Ôi trời, tớ cảm ơn nhá. Trời má ơi. Thank you Vinamilk. Không đẩy được, không đẩy được nữa. Ui, mình chưa, mình chưa. Mày bắn bố mày đi. Chơi tao đi. Mau 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 mau, nhanh còn kịp này. Trời ơi. Đường que tớ nhá, đường cam tớ nhá, đường cam tớ nhá. Nào chúng mày ngó mắt ra đi. Ngó mắt ra, này ngó đi. Nó không ngó bắn mình nhở, ngó đi. Không ngó anh em ạ. Chạy thôi, chạy thôi. Mày quá nó không ngó, thế thì mày xác định rồi. Ít nhất nó cũng phải gạt được thêm thằng nữa. Ra đây này. Ui. Không thấy động tĩnh gì, hình như nó không biết mình chạy ở đây thì phải. Ui trời ơi. Một bác. Rồi làm xe đồng đội chơi đi còn gì nữa. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. May quá anh em ạ. Anh em xem clip này đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Qua shop tonysama.vn nhá anh em.